Dạ vâng. Chào lại cô chú anh chị nhé. Em vừa vào thắp nhang viếng cho anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và cũng một số thôi liệt sĩ thôi, chứ cũng vào gọi là viếng vậy thôi, chứ cũng không có, tại mọi người đông quá. Mọi người rất là đông. Em chỉ đứng ngoài. Em chỉ đứng ngoài nguyện thôi, chứ em không vào trong. Bởi vì là cũng đông là một phần, với hai nữa là cái mà chúng ta thường nhớ đến, có thể mọi người ở xa cũng được, không sao, đúng không ạ? Mọi người ở xa cũng có thể. Vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 10 năm 1966. Đây là mộ tập thể này. Đồng chí Việt và đồng chí Dầu bị địch phát hiện đang ẩn náu tại khu vực suối ớt gần sân bay Cỏ. Đây là mộ tập thể của đồng các chí Việt chống trả quyết liệt, liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cao Văn Ngọc, đồng chí đã hy sinh trong đêm 30 tháng 10. Anh hùng liệt sĩ Phạm Thành Trung, liệt sĩ Ngô Đến và liệt sĩ Nguyễn Tiến Long và liệt sĩ Nguyễn Công Độc, tức Trần Thanh, Trần Phong Thanh ở Bạc Liêu, đúng không ạ? Các liệt sĩ này ở rất nhiều nơi, Tiền Giang cũng có này. Hay, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thành Trung, tức Phạm Văn Đua, sinh năm 1922, nguyên là bí thư huyện ủy Cái Bè, Tiền Giang, cũng rất nhiều nơi. Đây là nơi quy tập 148 bộ hài cốt của nghĩa trang Hàng Keo và Hòn Câu về những đồng chí hy sinh. Chúng ta thấy các cái ngôi mộ của các liệt sĩ ở đây rất là đơn sơ, đúng không ạ? Cũng chỉ bằng các phiến đá được ghép nối lên vậy thôi. Đây, ở đây chúng ta thấy có lại một, có một ngôi mộ tập thể nữa, đúng không ạ? Rất là xúc động. Dạ, em chào lại chị Kiều Anh. Đấy, chúng ta thấy không? Rất nhiều. Đấy. Ở đây có rất nhiều các bạn trẻ nhé. Các bạn đến thắp nhang tri ân cho các thế hệ đi trước. Đấy, chúng ta có thể thấy được, đúng không ạ? Dạ, em chỉ nguyện ở ngoài thôi ạ, bởi vì thứ nhất là cũng đông, thứ hai nữa là gia đình em vào rồi. Cũng bởi vì đông quá cho nên là thường mỗi gia đình một hai người đại diện vậy. Ở đây rất là nhiều các mộ liệt sĩ. Bây giờ nhiều đứa nó lên trên không gian mạng nó cứ xuyên tạc vớ vẩn. Thế thử hỏi không có những vị anh hùng này thì làm sao mà đất nước Việt Nam chúng ta có được như ngày hôm nay được, đúng không? Rất rõ ràng là như thế. Thế ở đây ngoài cũng ngoài anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu ra còn rất nhiều anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khác, và còn có cả cụ mộ của phụ nữ an ninh nữa cơ. Thì em đang đi tìm. Thế mọi người chỉ ở ngoài này mà không biết được chỗ nào. Ôi, em chào anh Hạo Nam nhé. Đấy, mấy thằng nó me Tây me Mỹ nó bảo là cần gì phải đánh đâu, cần gì phải đánh thực dân Pháp, phải tự nó trả nhờ, tự nó trả thôi. Bây giờ đi trải dài từ Bắc chí Nam, bao nhiêu các cái mộ, ngôi mộ của các cái vị anh hùng liệt sĩ, nếu không có những cái sự hy sinh mà có thể nói là vì mục tiêu lý tưởng cách mạng thì làm gì có được ngày hôm nay. À, đây là nơi tượng đài. Tượng đài. Dạ, em mới đến sáng ngày hôm nay. Em mới đến sáng ngày hôm nay, tối ngày hôm qua em vào, em bay vào thì tính là đi luôn nhưng mà rồi không kịp, thế thành ra là phải chuyển sang sáng ngày hôm nay.
Sáng ngày hôm nay em cũng đi được khá khá rồi. Em ra em thăm cái cảng, cảng mà khách người ta cập bến, lúc đó có hai con tàu to phết. Rồi sau đó là nghỉ ngơi một chút, cũng đi thăm quanh quanh ở trung tâm huyện Côn Đảo. Thì đến chiều, chiều tranh thủ ra viếng mộ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, rồi rất nhiều anh hùng khác, kể cả cụ Nguyễn An Ninh thế bảo cũng ở đây. Thì em đang đi tìm, mọi người chỉ ở bên này. Nhiều thằng nó suốt ngày nó nói xấu về Việt Nam chúng ta, nhưng hở ra cái là nó bác mặt về Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Không hiểu là nó về để làm cái gì. Nó ở Việt Nam chúng ta thế này thế nọ, đúng không ạ? An ninh thì bất ổn rồi, thế này thế kia, ra đường là cộng sản người ta thế này thế nọ, ăn thì toàn đồ độc thế này thế kia. Nó vẫn vác mặt về và nó ăn tì tì, nó ăn ăn mà thậm chí là người ta đến người ta chỉ vào mặt nó mà nó còn vẫn ngồi ăn được. Không hiểu thể loại đó thể loại gì. Nếu như không có những người này, không có những anh hùng vụ lực lượng vũ trang nhân dân này thì nước Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay không? Chúng ta thấy không? Đến viếng ngày hôm nay là ngày thứ thôi chứ không phải ngày nghỉ. Mặc dù là vào hè nhưng cũng nhiều các cháu mà người ta đi thi trung học phổ thông. Nhưng mà chúng ta thấy là rất nhiều các cháu nhỏ ấy, tuổi rất là nhỏ. Đúng không ạ? Không phải là thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ người ta không nhận thức được đâu, mà chẳng qua là những cái bạn trẻ này người ta ít quan tâm, đúng không? Người ta ít quan tâm đến cái tình hình chính trị. Mà người ta chủ yếu là người ta tập trung vào những cái mà nền tảng đã có sẵn do thế hệ cha anh để lại để người ta tiếp tục phát triển xây dựng đất nước. Thế nên người ta ít tham gia vào các cái lĩnh vực mà ấy thôi, mà có quan tâm về lĩnh vực chính trị, và đặc biệt là những cái thành phần mà sâu hại trong nước cũng có, đúng không ạ? Mạt hạn ở nước ngoài cũng có. Thế nên là các bạn đến rất là đông mà người ta vẫn biết, người ta vẫn nhận thức được và người ta tri ân cái điều đó. Dạ em cảm ơn anh. Đi vào đây xem rồi. À đây có Tổng Bí Thư. À đây khu A này. Khu A là có Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong, nguyên Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong này, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh này, anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam Vũ Văn Hiếu. À, đi vào 200m nữa. Đi vào 200m nữa. Đi vào 200m. Đấy, thấy chưa? Đi, các cháu đi cùng với gia đình nhiều người. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Rải rác khắp nơi, cả cái ngọn đồi này rất là nhiều các cái mộ các liệt sĩ. Rồi, khu D trong kia cũng có nhá, khu D bên tay phải mình đây cũng có này, rất là nhiều, quá khủng khiếp. Mà đây chỉ là một cái phần nhỏ, đúng không ạ? Trong bao nhiêu triệu liệt sĩ đã nằm xuống, trong đó có những liệt sĩ hiện nay vẫn chưa tìm thấy. Live giờ này thì cũng ít người xem được nhỉ? Tại là cô chú anh chị cũng đi làm nhiều. Nay ngày thứ mà. Còn Tây Bắc khu A. Khu A là ở bên này. Khu A là ở bên này. Ở đây. Chắc có lẽ đây là cái nơi mà ngày xưa thực dân Pháp người ta. Đây là của liệt sĩ Hồ Quy Văn này. Hồ gì đây? Tỉnh Gia Định. Gia Định là ngày xưa là Sài Gòn Gia Định đấy, đúng không ạ? Chắc là có lẽ là đây là cái nơi mà thực dân Pháp đã hành quyết cái liệt sĩ của chúng ta. À, sau đó là có một ngôi mộ lẻ loi ở ngoài này.
Ở đây thì vừa mang tính nguyên sơ, có nghĩa là vẫn giữ được cái phong cảnh thiên nhiên, cộng thêm là sự tôn tạo thêm của chính quyền địa phương. Ôi trời ơi, quá khủng khiếp. Ở bên khu bên kia quá khủng khiếp, chúng ta nhìn thấy không ạ? Rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều luôn. Quá khủng khiếp luôn. Chắc có lẽ vào trong cũng sâu. Phải đi sâu vào trong. Ở đây mọi người cũng đang làm cái cầu để nối liền khu A với khu D. Đấy. Người ta đang làm cái cầu gỗ nối qua. Ở đây có cái hồ. Đấy, thế nên là đây là một trong những cái di tích lịch sử, là cái bằng chứng ấy, cái bằng chứng lịch sử để lại ấy. Nền văn minh của nước Pháp đấy. Đúng không ạ? Đây là nền văn minh của nước Pháp để lại đấy. Ngày mai chúng ta đến, em sẽ đến em live ở nhà tù Côn Đảo. Đấy. Nền văn minh nhưng mà người ta chỉ xây nhà tù chúng ta, chứ người ta không xây trường học và bệnh viện, đúng không ạ? Người ta làm lên các cái khu thì cũng để phục vụ cho người Pháp thôi. Và những tên tay sai chứ người ta đâu có phục vụ cho người dân Việt Nam đâu. Người dân Việt Nam chúng ta làm gì có chế độ mà được hưởng như thế, đúng không ạ? Làm trâu, làm ngựa, làm nô lệ, không công cho những cái thành phần đấy. Chứ lấy đâu ra mà Pháp người ta xây lên, người ta cho người dân Việt Nam hưởng. Thế mà bây giờ nhiều thành phần nó lên, đúng không ạ? Nó me Tây, me Mỹ, me Pháp. Thế là suốt ngày nó thế này thế nọ. Nó để lại những cái trò mà những cái câu hỏi lấp lửng, đưa ra những vấn đề mà nó chỉ đưa ra một vế thôi. Còn một vế thì nó không có sự phân tích, hoặc là nó cóp nhặt từ của các cái báo nước ngoài về. Đấy, xong nó dịch cũng không sát nữa. Thế nó làm cho một bộ phận người dân chúng ta là hiểu sai đi. Hiểu sai đi. Bắt đầu là nó từng bước một nó kích động. Nó cái gì nó cũng đổ ra cho chính quyền hết. Đây chính là cách mạng màu đấy. Cách mạng màu, cách mạng đường phố đấy. Phản kháng phi bạo lực đấy, đúng không ạ? Mục đích của nó chỉ lật đổ chính quyền thôi. Và tương lai mục đích của nó cũng giống như Ukraine, đúng không ạ? Ngày hôm nay nó sẽ quên mất công ơn của các liệt sĩ đang nằm đây. Thậm chí có khi nó lại còn san phẳng nữa cơ, đúng không ạ? Và nó sẽ quy kết cho những liệt sĩ là những người thế này thế kia, là những người bán nước cũng nên. Chắc chắn là như thế. Như Ukraine nó phá hết tượng đài của các anh hùng Xô Viết, đúng không ạ? Các mẹ bà mẹ anh hùng Xô Viết ấy, nó cũng đập bỏ hết cả, phá cả tượng đài Lenin người xây dựng, đặt nền móng ra cái đất nước Ukraine, nó cũng phá sạch. Thế cũng rất là may. Ngày hôm nay em đi em thấy là có rất nhiều các bạn trẻ nhé. Các cháu nhỏ thì mình không nói, đi cùng gia đình không nói, nhưng các bạn trẻ thì rất là nhiều. Và người ta đến đây với cái lòng thành kính và nhớ ơn các thế hệ, công ơn thế hệ đi trước của các anh hùng thương binh liệt sĩ, em thấy rất đáng mừng. Rất đáng mừng. Bởi vì các em, các cháu đó là tương lai của đất nước và qua, đúng không ạ, các cái tư liệu lịch sử và đây là bằng chứng lịch sử có thật đấy. Đã chứng minh được cái gì là đúng, cái gì là sai, đúng không ạ, cái gì là thực tế. Và cái gì được chúng nó bóp méo xuyên tạc để các cháu nhận thức được từ đó rồi. Là thế hệ tương lai đất nước, cái điều đó rất đáng mừng. Các nhóm nhận thức được cái đó. À vâng, đây là nơi an nghỉ của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phong. À, Lê Hồng Phong, xin lỗi các bạn. Đây là nơi an nghỉ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương từ tháng 3 năm 1935 đến giữa tháng 5 năm 1936. Cụ sinh năm 1902, quê quán cụ tại Nghệ An, và cụ hy sinh vào năm 1942 khi cụ đúng 40 tuổi, đúng không ạ? Đây là tóm tắt tiểu sử của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
cụ sinh năm 1902, mất năm một hy sinh năm 1942. Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902, quê ở Tổng Thông Lãng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Năm 1924, cụ tham gia vào tổ chức Tâm Tâm Xã và được kết nạp vào nhóm bí mật gồm 9 hội viên, làm hạt nhân cho việc lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Năm 1926, cụ được giới thiệu, được sự giới thiệu của cụ Hồ chúng ta đấy, đúng không ạ? Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ năm 1926 đến năm 1927, ông học trường quân sự Hoàng Phố, Trung Quốc. Sau đó sang học trường lý luận quân sự tại Leningrad, Liên Xô. Năm 1928, ông theo học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Moscow, Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia Hồng quân Liên Xô với cấp bậc trung tá. Năm 1934, ông được bầu làm trưởng ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1935, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức tại Ma Cao, Trung Quốc, ông được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 7 năm 1935, thì ông dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng dự Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản tại Moscow và được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Năm 1936, ông triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Thượng Hải. Hội nghị đánh dấu thời kỳ mở đầu cho cao trào mặt trận dân chủ Đông Dương. Năm 1937, ông về Sài Gòn cùng Ban chấp hành Trung ương trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Năm 1938, ở ngoài người ta đang có công trình nên hơi ồn, các bạn thông cảm. Năm 1938, ông tham gia Hội nghị Trung ương Đảng họp tại Hóc Môn, Gia Định và được bầu vào Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm 1939, ông bị mật thám phát bắt lần thứ nhất tại Sài Gòn và kết án 6 tháng tù. Năm 1940, ông bị bắt lần thứ hai, bị kết án 5 năm tù và đầy ra Côn Đảo. Ông mất tại nhà tù Côn Đảo vào ngày 6 tháng 9 năm 1942. Đồng chí Lê Hồng Phong thuộc lớp học trò hạt nhân cách mạng đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, bất khuất, sống, chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng Cộng sản, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đấy, ôi em chào anh chú Phan nhé. Nãy giờ em mải đọc cái tiểu sử cũng như quá trình hoạt động của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nên là em không để ý. Đây có lẽ là cái bia từ ngày xưa. Cái bia từ ngày xưa. Đấy. Bên cạnh này thì rất là nhiều các liệt sĩ khác, chúng ta có thể thấy vô vàn những người đã nằm xuống. Để ngày hôm nay có mấy thằng nhãi ranh tí tuổi đầu, sinh ra là đất nước đã hòa bình, đã thống nhất, đã độc lập rồi, chỉ ăn học để mà xây dựng đất nước thôi, nhưng mà cũng lên mạng nói hiêu nói vượn, đúng không ạ, xuyên tạc. Vâng, ở đây là mộ của liệt sĩ Vũ Văn Hiếu. Quê quán của liệt sĩ là ở xóm 10, xã Hải Anh, Hải Hậu, Nam Định, hy sinh ngày 26 tháng 4 năm 1942. Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là bí thư đặc khu ủy đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh. Cuộc đời cách mạng là đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng tại chi bộ Hòn Gai năm 1929, bí thư đặc khu ủy đầu tiên khu mỏ Quảng Ninh năm 1930, bị mật thám bắt tại Hòn Gai năm 30, bị đày ra Côn Đảo năm 31, đặc phái viên chỉ đạo báo Đông Phương Tạp Chí năm 39, phụ trách cơ quan văn phòng Trung ương Đảng năm 39, bị bắt cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Vũ Văn Tân năm 1940, bị đày ra Côn Đảo lần 2 năm 1941, và đến ngày 26 tháng 4 năm 42 thì ông đã hy sinh tại nhà tù Côn Đảo. Chắc là hồi đó cái nền văn minh của nước Pháp đấy, người ta đối đãi rất là tốt đối với
liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nên là cụ mới hy sinh ở đây. Ở đây có rất nhiều các nhà yêu nước. Dạ em lúc nãy em đứng ngoài em nguyện rồi chị. Nãy em đi qua mộ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu rồi. Bởi vì mộ của cụ là nằm ngay ngoài kia. Đấy, ngay ngoài đầu vào đó. Còn ở trong này là của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, rồi nhà yêu nước Vũ Văn Hiếu. Còn ở trong này còn có cả mộ của liệt rất nhiều liệt sĩ, thì có những liệt sĩ thì chúng ta biết đến với tư cách là đã từng là lãnh đạo hoặc là có những cái hoạt động cách mạng nổi trội, đã được nhiều thế hệ trẻ biết đến. Còn có cả mộ của cụ Nguyễn An Ninh trong này nữa. Thì em đang đi vào đây rồi ạ. Đây là hình như đây là nơi an nghỉ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn An Ninh, mà tên của các cụ này bây giờ đều được đặt cho các tên phường hoặc là tên đường, khu phố. Liệt sĩ chi mộ, vâng đúng không ạ. Đây là nơi an nghỉ của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Đây, chúng ta có thể thấy. À, đây là chúng ta thấy có cái bia tưởng niệm này. Thì bên này người ta có ghi rất là cụ thể. Đó là cụ Nguyễn An Ninh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1900 tại làng Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, năm 1918, ông sang Pháp mong tiếp thu kiến thức phương Tây để về giúp dân, giúp nước. Tại Paris, ông tốt nghiệp cử nhân luật, hoạt động trong nhóm những nhà yêu nước bên cạnh lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Năm 1922, ông trở về nước với những hoạt động sôi nổi liên tục, ông đã tạo ra được những ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân bằng báo chí, đặc biệt là báo Chuông Rè, bằng những cuộc diễn thuyết tuyên truyền vận động quần chúng với bài diễn thuyết nổi tiếng là Lý tưởng thanh niên An Nam. Ông đã khơi dậy truyền thống yêu nước của dân tộc, hướng dẫn tập hợp quần chúng đấu tranh chống chế độ cai trị tàn bạo của thực dân Pháp bằng mọi thủ đoạn thâm độc, bằng tiền tài danh vọng, đế quốc không mua chuộc được ông. Năm lần vào tù, cuối cùng ông đã hy sinh trong địa ngục Côn Đảo ngày 14 tháng 8 năm 1943. Mặc dù cụ đã mất đi, nhưng tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử và để lại cho những áng văn yêu nước hào hùng và một tấm gương sáng ngời của người trí thức cách mạng hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và đây là cái di ảnh của cụ Nguyễn An Ninh, cũng như là chúng ta nhìn cái ảnh dưới đây là cái mộ, ngôi mộ bằng đá xanh do bạn tù xây dựng năm 1944. Đấy. Thì có lẽ là đây, chắc mộ của cụ ngày xưa cũng giống như các mộ liệt sĩ ở đây, người ta đều xây kiểu này hết. Nhưng mà sau này là được gia đình và chính quyền địa phương đã tu sửa lại nhiều lần mới được như ngày hôm nay. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Các liệt sĩ của chúng ta, hình như liệt sĩ này là vô danh. Chúng ta không thấy đề tên ở đây. Chúng ta không thấy đề tên ở trên cái bia có quốc huy của chúng ta này, ngôi sao vàng năm cánh. Các ngôi mộ khác thì cũng có. Có lẽ đây ạ. Cụ này là cụ Phan Văn Bạch, sinh năm 1894, quê quán ở Long Xuyên, và cụ hy sinh năm 12 tháng 8 năm 1945. Lúc đó là chỉ vài ngày, mười mấy ngày nữa thôi, đúng không ạ? Mười mấy, 20 ngày nữa thôi. Tính tháng 8, 31 tháng 8 thì là 19, 21 ngày nữa là vào ngày 2 tháng 9 là Bác Hồ của chúng ta đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì trước đó chỉ có hai mấy ngày thôi thì cụ đã hy sinh rồi. Đấy, chúng ta thấy chưa ạ? Đấy, nhiều thành phần nó bảo cần gì phải đấu tranh, tự thực dân Pháp nó sẽ trả. Đấy, chúng ta đọc cái tiểu sử cái nhà hoạt động của nhà của anh hùng lực lượng vũ trang, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, chúng ta thấy không ạ?
cụ cũng đấu tranh nghị trường đấy, cụ cũng học ở các nước đó về, đúng không ạ? Cụ cũng đấu tranh nghị trường, cũng diễn thuyết, cũng bằng những bài văn thơ bài báo, nhưng mà kết quả thì sao ạ? Đúng không ạ? Đấy. Đấy, rất nhiều luôn ạ. Đây là cũng chưa đi hết. Nhiều lắm luôn ạ. Đây tất cả đều các ngôi mộ liệt sĩ là đều như thế này cả. Ôi nhiều lắm ạ. Đây các liệt sĩ này chắc là vô danh, đều không có tên cả. Chỉ với biểu tượng cờ đỏ sao vàng của chúng ta thôi. Đấy, chúng ta thấy chưa ạ? Thậm chí những liệt sĩ này nằm ở đây, còn thân nhân còn không biết, đến ngày hôm nay còn chưa biết. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa chúng ta 48 rồi, chuẩn bị bước sang thứ 49 rồi, thế mà còn nhiều người, gia đình còn không biết là thân nhân của mình ở đâu, đúng không ạ? Nếu không vì lý tưởng cách mạng, không vì độc lập tự do dân tộc, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, thì nếu mà như bọn kia nó nói thì làm gì mà các cụ phải hy sinh nằm đấy, đúng không ạ? Làm gì mà hàng triệu người Việt Nam phải lên đường nhập ngũ, hy sinh nằm lại ở những nơi đất khách quê người này. Ở đây đâu phải là các cụ đều ở Bà Rịa Vũng Tàu đâu, ở các nơi rất là nhiều, đúng không ạ? Ở các nơi khác. Trung quy nơi đây là cái nơi mà ngày xưa thực dân Pháp nó xây lên để nó giam giữ và nó xử tử các nhà hoạt động cách mạng yêu nước. Thế bọn nó cứ bảo là mình không cần đánh, thực dân Pháp nó văn minh lắm, nó tự trả thôi, nó tự trả độc lập cho mình xong rồi. Thực dân Pháp nó văn minh lắm, mình đánh đuổi thực dân Pháp là đánh đuổi một nền văn minh. Đây nền văn minh đây, nền văn minh của Pháp được đánh đổi như thế này đây. Thế chúng ta thấy không? Thường thường chúng ta thấy nghĩa trang liệt sĩ là gì ạ? Là đều tăm tắp, đúng không ạ? Chúng ta vào chúng ta thấy là theo hàng theo lối, nhưng ở đây chúng ta thấy không? Có cả những ngôi mộ độc lập và quay đủ các hướng. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái nơi mà ngày xưa thực dân Pháp á. Em thì em chưa nghiên cứu, nhưng mà em nghĩ thôi, theo suy đoán của em thôi, thì đây là cái nơi mà thực dân Pháp ngày xưa nó giết hại những nhà yêu nước của chúng ta. Sau đó nó đưa ra ngoài này nó chôn, thì sau đó là các bạn tù ngày đó, gọi là những nhà hoạt động cùng hoạt động yêu nước đấy. Và sau này khi mà chúng ta đã đánh đuổi được thực dân Pháp rồi, thì nhà nước đã bổ sung xây dựng thêm để tri ân các anh hùng liệt sĩ ở đây. Thế chúng ta thấy ngôi mộ nào cũng bằng đá xanh cả, cũng chỉ có thế thôi ạ. Dạ đúng rồi chị, mấy ngôi mộ của mấy anh ở Việt Nam Cộng Hòa mà ở Biên Hòa Đồng Nai á, đấy nhìn còn đẹp hơn thế này nhiều, đúng không ạ? Ở đây này các cụ nằm đây chỉ có mấy phiến đá xanh với một chút xi măng chám lại thôi, chứ có gì đâu. Đây chúng ta nhìn thấy chưa, và ngôi nào cũng như ngôi nào cả đấy, kể cả là cái nơi mà này, chúng ta thấy cái biểu tượng cờ đỏ sao vàng này, đúng không ạ? Và ghi tên của các liệt sĩ này cũng rất là nhỏ, cũng không phải là ấy gì cả. Ôi, mấy bạn này không biết ở đây ai nuôi đây. Đấy, thấy chưa? À đúng rồi chị Phèo ơi, đẹp hơn nhiều ấy. Em thấy nhiều clip, kể cả những cái clip mà ở ngoài, ở bên Gia Lai á, hình như bên Gia Lai cũng có. Là em thấy người ta xây chăm lo cho cái đó ở bên nó còn đẹp hơn ở đây đó. À, nhiều thành phần nó lên, hôm vừa rồi em có nghe là nó còn bảo là nhà nước chúng ta là gì phá mộ của lính Việt Nam Cộng Hòa để trồng cây này nọ. Bọn này rất là bố láo xuyên tạc, nó bọn này là cái bọn khốn nạn, đúng không ạ? Nó bán rẻ cái đây này, nó bán rẻ bao nhiêu sinh mạng đồng bào nằm đây. Đây chỉ là một trong những số rất nhỏ thôi nhá. Đấy, rồi đến khi bây giờ nó không đóng góp gì được cho quê hương đất nước, nó theo giặc nó bán nước rồi, đúng không ạ? Xong rồi nó quay lại, nó bây giờ nó ngay kể cả những người đã từng là đồng chí đồng đội của nó ngày xưa đấy, đã từng kề vai sát cánh với chúng nó mà chúng nó còn xuyên tạc được, thì chúng ta thấy đủ hiểu thế nào rồi. Nó lợi dụng vào đó thôi. Dạ vâng, đúng rồi chị. Thì chúng ta thấy rất rõ ngày xưa các liệt sĩ nằm đây này, ăn không đủ no, đúng không ạ? Làm gì mà được học hành tử tế chúng ta hiện nay, quần là áo lượt, đúng không ạ? Người ta phải sống nhá, trong điều kiện khổ cực,
một cổ hai trong, đến khi Nhật vào nữa là một cổ ba trong. Thế mà đất nước chúng ta không bị kìm kẹp, đúng không ạ? Mà người dân chúng ta mà thực dân Pháp ngày xưa nó đến Việt Nam chúng ta, nó xây dựng cho Việt Nam chúng ta như ngày hôm nay rồi, và chúng ta chỉ việc phát triển đến ngày hôm nay, thì liệu có các cuộc đấu tranh không? Liệu có sự hy sinh không? Đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy không? Nó từ ở đâu đâu ấy, nó chả liên quan mẹ đến người Việt Nam cả. Thế nhưng nó sang đây nó giết hại bao nhiêu đồng bào của chúng ta như thế này. Mà đây chỉ là một cái nơi ở Côn Đảo thôi, chứ chưa phải là tất cả. Rồi ngày mai em sẽ đi tiếp. Em sẽ đi tiếp vào nhà tù Côn Đảo, gọi là nơi để lại rõ ràng nhất về nền văn minh của nước Pháp, để cho mọi người có thể thấy được người Pháp nó văn minh như thế nào, đúng không ạ? Nó mang đến cái gì cho người Việt Nam. Thế nên hôm nay mấy đứa trẻ trâu á nhá, trẻ trâu sống lâu cũng có, mà trẻ lâu trẻ trâu mới đẻ cũng có, lên mạng nó ít thôi. Đây này, nhìn đây này, cha ông chúng ta đây này, đúng không ạ? Đây, nếu như các anh có tiền tài, đúng không ạ, có thời gian á, thì không cần các anh phải đao to búa lớn đâu. Các anh vào đây, các anh đi từng ngôi mộ thôi, các anh đi từng nơi một, từng nghĩa trang một. Đây này, các anh đến, các anh mỗi một ngôi mộ các anh chỉ cần thắp một nén nhang thôi, không cần nhiều, để mà tưởng nhớ những người này, những anh hùng này. Đây, như cụ này là ở An Giang, đây, chúng ta thấy không? Đấy, nó cứ bảo người miền Nam thế này thế nọ đấy, bọn này nó rất là ba que xỏ lá nhá. Đây, đúng ạ. Thế ở An Giang là ở đâu? Đây, đây Chợ Lớn là ở đâu? Đấy, cụ này ở Chợ Lớn đấy, cụ Huỳnh Văn Cường đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, thì hôm nay có thời gian, đây là mộ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Em đi vòng lại lần thứ hai, à, lần này là thứ ba rồi, lần thứ ba, lần thứ tư gì đó rồi. Đấy, chúng ta thấy vô vàn luôn, rất là đơn sơ. Người ta sống và mất đi không vì cái gì cả, chỉ vì một mục tiêu lý tưởng cách mạng thôi, chỉ vì độc lập tự do của Tổ quốc và quyền làm chủ của người dân Việt Nam như chúng ta ngày hôm nay đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Làm gì có gì đánh đổi được. Chào em, chào anh Âu Việt. Làm gì có ai mà thời buổi bây giờ nhiều thành phần nó lên mạng nó nói vậy thôi. Suốt ngày hô hào Trường Sa Hoàng Sa, bảo đi đăng ký ra bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa thì nó chạy mất dép, nó kéo cả cha cả mẹ nó chạy luôn, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà các cụ này ngày xưa đây, đấy, không đứng lên đấu tranh thì làm gì còn con đường sống. Đấy. Đây là nơi an nghỉ của cụ Võ Thị Sáu nhá. Mọi người có thể nguyện, đúng không ạ? Ở nơi đây. Còn mấy khu nữa, em mới đi được khu bên này là khu B này, rồi khu lúc nãy là khu A này, đó, có mấy khu B này, còn có hình như có B1, B2 nữa kìa, thế là nhiều khu lắm. Em mới đi được khu B, khu hộ của cụ Võ Thị Sáu này, khu B2 này, với khu A là khu của nhà yêu nước Vũ Văn Hiếu này, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và cố Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong, đấy. Còn nhiều nữa, em chưa đi hết được, khu C, khu D. Đấy thì mọi người có thể thấy không? Đúng không? Đúng rồi chị Phèo, vô đây ai mà không xúc động nể phục được. Nói thôi chứ, nếu không vì mục tiêu lý tưởng cao cả của đất nước, của dân tộc thì ai mà dũng cảm như vậy được. Nói thế thôi, sinh mạng con người là đáng quý mà. Đúng không? Đấy, chúng ta thấy không? Đấy thì em chia sẻ như vậy để mọi người thấy được là cái nền văn minh của nước Pháp đấy. Đây mới chỉ là phần 1 thôi ạ. Còn phần 2 ngày mai khi nào em đi cái nơi gọi là nhà trường đại học Hỏa Côn Đảo thì em sẽ live stream cho mọi người nghe. Cái trường đại học là em sẽ để trong ngoặc kép nhé. Đấy, nó bảo là văn minh mà. Đấy, em để trong ngoặc kép. Xin chào cô chú anh chị và mọi người nhé. Ngày mai khi nào ấy thì em lên chia sẻ cùng với cô chú anh chị.